Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình và hiện tại bây giờ đang ở trong server test Server test thì vừa rồi mới mới cập nhật thêm một cái tính năng mới nữa đó chính là huy hiệu Và cũng sẽ cập nhật vào trong game trong thời gian tới Tính năng huy hiệu này sẽ giúp cho những team theo hệ của bạn sẽ có thêm những đặc trưng của từng hệ đó Ở đây mình lấy ví dụ là hệ thép chẳng hạn này Điều kiện để mở được những cái tính năng trong này hiện tại đang có đó là 5 loại này 5 cấp bậc thì với cấp bậc đầu tiên đó là các bạn sẽ phải sử dụng đó ba Pokemon hệ thép lên được 6 sao lắp vào trong này thì các bạn mới có thể mở được cái phần 1 này và phần cuối thì kiểu dạng như là 6 Pokemon hệ thép lên được 11 sao các kiểu còn mở cái cổng 2 chỉ cần 5 Pokemon hệ thép lên được 7 sao thôi và khi đã mở được như vậy rồi thì cũng sẽ mở thêm được những cái kiểu dạng như là cái hiệu ứng ở trong trận đấu nữa mình lấy ví dụ lên được cái cấp độ 5 cuối cùng chẳng hạn thì trong vòng 5 lượt đầu trước khi mỗi lượt bắt đầu thì những Pokemon hệ thép bên mạng sẽ nhận được một cái khiên dựa theo đó 12% máu gốc này và khi một Pokemon hệ thép bên bạn hành động ấy, thì sẽ có 30% tỷ lệ sẽ được hành đánh thêm một lần nữa và cái này nó sẽ được kích hoạt uh, một lần đối với mỗi Pokemon và trong trận đấu thì nó sẽ được kích hoạt tối đa là ba lần thì đó chính là cái tính năng của team thép về sau là sẽ có khả năng đó tạo khiên rất là nhiều với cả khả năng đánh ké khi các bạn sử dụng huy hiệu hệ thép như thế này thì dần dần mỗi cái team theo hệ nó sẽ có một cái tính năng riêng À quên, một điều chỉnh cập nhật nữa, đó chính là cái sát thương của Mega Ray ấy, nó đang không ổn định ở trong cái server test này, vậy nên là nó đã được điều chỉnh lại về đúng. Ngày trước thì sát thương nó hơi bị cao, bây giờ thì chắc là nó được chỉnh sửa lại thì nó cũng bớt uh, độ bá đi rồi. Còn Raven Kyo lại được tiếp tục chỉnh sửa lần tiếp theo ở trong server test này. rồi uh, như nhiều tính năng của nó sẽ được tăng thêm uh, cái chỉ số hơn. Hiện tại bây giờ Brian Kyo đang bị đánh giá là quá là kém ở trong cái dàn đệ S như thế này rồi và đợt này là đợt chỉnh sửa gần thứ ba hay thứ tư của Brian Kyo trong server test rồi để cho kiểu như là cân bằng hơn. Và chỉ chờ đó là sắp tới nữa thì Mega TNC sẽ vào đây thì chúng ta sẽ cùng test về team tiền đất đá. Có một chỉnh sửa lại dành cho Surnia đó chính là khi các bạn lên được 8 sao thì nó sẽ tạo ra sợi dây liên kết trong vòng một lượt đầu Thì cái sợi dây liên kết này có thể gắn kết uh, toàn bộ những Pokemon hệ khác mà không cần nhất thiết đó là hệ tiên đất hay cỏ Tuy nhiên ở trong đòn tuyệt kỹ của Surnia thì nó sẽ chỉ gắn kết đó là tiên đất cỏ thôi Mà quay trở lại về vấn đề đó là test team tiếp Hiện tại bây giờ thì team bóng tối vừa mới ra mắt thêm đó là một Pokemon nữa đó là con Shiny Mega Tyranitar Thì chúng ta sẽ cùng thử test về nó ở trong cái server test này Upa thì vẫn đang bị lỗi, cứ khi nó bị chết thì game nó sẽ đơ và thoát ra khỏi luôn. Vậy nên là team bóng tối bây giờ chỉ có 1 2 3 và 4 thôi. Hiện tại team bóng tối chỉ có 4 con như thế này thôi, thì mình có lẽ sẽ phải kết hợp thêm đội hình kiểu khác. Ví dụ bây giờ mình sẽ cho thêm hai con hệ đất vào để có dạng như là có thêm hệ đá và hệ đất thì nó cũng sẽ liên quan đến nhau của Shiny Megatidaita này. Ở đây thì nó sẽ cho chọn đó là cái tính năng thời tiết. Thời tiết thì mình sẽ chọn bão cát đầu tiên này. Trận đấu đầu tiên này bên kia thì đang sử dụng đội hình có thêm sơn nữa thì nó cũng sẽ lên liên kết trừ con mega ray như cái này hiện tại ở trong server test là một con mà đang có khả năng phòng thủ tốt và vừa rồi thì đòn tấn công của mega ray lại không thổi bay lên được này tắc rai này đi bóng tối này Eventual thì ngay trận đấu nó đang ở trong trạng thái uh, bình thường rồi và đến lượt kế tiếp thì nó sẽ tự động chuyển sang đó là cái trạng thái kén của nó cứ chuyển đổi liên tục như vậy và bây giờ đang ở trạng thái kén rồi thì bỗng nhiên một địch sẽ bị hóa đá này thì cái team bóng tối cướp chỉ số với cả khống chế của nó cũng sẽ rất là ổn giữa Dark Knight với cả con uh, Eventual bây giờ bắt đầu chuyển sang hiệu ứng bão cát rồi ở lượt thứ hai này Shiny Mega Tirai này 1 ,4 triệu tư Bắt đầu tạo ra cái hiệu ứng núi đá Mega Ray bây giờ Cái sát thương của nó có lẽ là trở lại bình thường rồi đấy Chứ không bá như ngày trước nữa 1 ,2 triệu hai hiệu ứng bão cát nó hơi bị mịt mù Rất là khó nhìn này Darkrai Rai rồi 2 ,7 triệu 7 Và làm cho địch bị ngủ đi Và trong cái trận này Ở cái hiệu ứng bóng tối sàn đấu như thế này thì Darkrai nó sẽ kháng tử không thể chết được và nó sẽ được ba lần như vậy khi đã, đang tiến vào cái trạng thái à, vào cái sàn đấu như thế này và bây giờ mình cảm thấy đó là sát thương của Mega Ray gây ra cũng không được cao như đợt trước nữa đợt trước thì cứ một ulti một hàng và dưới hiệu ứng núi đá này thì kiểu dạng như là rất là khó để có thể đập được đấy 3 triệu 7 này của Shiny Mega Tiraita này bây giờ Zigade này cả hai bên shiny đều tiến vào trạng thái giận dữ của nó rồi bây giờ unti này một triệu tư bay lên trời nhưng mà rất tiếc lại chưa đập được qua đó cái tường đá kia thì liệu có cái tường đá này nó có bị um, hơi bị mạnh quá không eventual đây và eventual bây giờ thì nó không có hiệu ứng cái um, kiểu mà truy sát nữa một đòn unti như vậy thôi Thì có thêm sự xuất hiện của Shiny Mega thì cảm thấy uh, uh, hàng phòng ngự có vẻ chắc chắn hơn một tí. Khác với những trận đấu hồi trước là trận diễn ra rất là nhanh bởi vì mấy con Mega Ray này nó ulti toàn bay một hàng. Thì bây giờ uh, các bạn thấy uh, vẫn có thể trụ được 6 lượt khác với hồi trước. Và hiệu ứng thời tiết đây, uh, nó đang thay đổi lần lượt. Hiệu ứng bạo cát này, những địch nào mà động đất, các kiểu nó giúp cho Brian Gordon động đất mạnh hơn này, Asgenza bây giờ thì nó không cần thiết phải đi cùng với cả Raven Kyo nữa bây giờ tại bởi vì là cái hiệu ứng mưa hồi trước diamond Kyo thì nó sẽ đánh lan nhưng mà đánh lan bây giờ thì rất là ít luôn vậy nên là Asgen ra lại kêu kiểu, kiểu mà chơi độc lập một mình rồi các bạn có thể chơi cùng với cả team bóng tối này và còn lại bên kia mỗi con đây Nigeria sát thương thực gây ra rất là cao dựa theo cái công vật lý của nó này rất là ghê gớm của Arsenal ra khi 11 sao và cảm tưởng như con Raven có đôn này sát thương gây ra rất là kém luôn đấy đánh trả này và đến lượt 10 thì trận đấu mới kết thúc Vì sau trận đấu kết thúc có vẻ là sẽ lâu hơn được trước rồi và diamond kyo vừa được chỉnh sửa lại một chút về bộ skill của nó thì bây giờ thì cùng test thử nó với cả team nước xem nó như thế nào bây giờ đang là hiệu ứng mưa của diamond kyo này hiệu ứng thời tiết này không biết bây giờ nó sẽ theo kiểu như thay đổi như là bên kia nó sẽ có bão cát hay là hiệu ứng nắng của con diamond gado hay không hay là mưa đang lấn áp hoặc là bây giờ mình chỉ nhìn thấy thời tiết của bên mình trước thôi đó là hiệu ứng mưa còn bên kia thì nắng hay là bão cát của Shiny Mega thì nó không hiện sang bên mình đang nhìn thấy Raymond Kyo đây công ty 3 triệu 7 này thì có vẻ như là sau khi được chỉnh sửa lại thì Raymond Kyo cũng có vẻ là đỡ đỡ hơn lúc trước lúc trước thì chết nhanh quá mà một phần nào cũng đang có hiệu ứng lạc kháng tử đến từ celebi nữa 6 triệu rưỡi niên đây, sát thương gây ra thì cũng không phải là quá là cao luôn. Mà sát thương nổ của nó dần dần cũng không có luôn. Bẫy nước hơi nước của nó bây giờ đã đặt con uh, Raven Gaudon này. Có lẽ bị lao ó là Raven Kyo bị chết nhanh quá trong một các kiểu nên bây giờ đang có vẻ như là cái khả năng phòng thủ của nó đang tốt dần lên rồi vừa rồi thì hiệu ứng khóa lửa của Victini lại không đặt lên được đó là Manafi hay là của con Raymond Qo rồi sáu triệu tư này team bên này thì đang có lên tận ở bốn con có là kháng tử của Celebi rồi bên kia thì đang có hiệu ứng dây liên kết đến từ Sonia, Sonia cũng đã tử trận rồi, tử trận sớm nhất luôn này. Và hiện tại đang có cái sợi dây liên kết đến từ con Zigade với cả con Diamond không biết là cái theo kiểu liên kết kiểu gì. Môn đã chính thức tử trận dưới hiệu ứng động đất. Thì sau khi chỉnh sửa lại thì có một số Pokemon như là Raven à, ở con Groudon này hay là Rayquaza này hay là cả con um, Kyo nữa trước khi lên SS thì nó cũng sẽ có sẵn cái hiệu ứng thời tiết như thế này luôn này gì 10 triệu của Askenza này Nói chung là sau khi chỉnh đợt chỉnh sửa này thì Askenza vẫn là một Pokemon rất là tốt để sử dụng Bây giờ là đàn chó của Zigade cắn này Pankia chính thức tử trận rồi và mình kêu mất đi lạc kháng tử rồi Thì không biết hiệu ứng thời tiết nó sẽ kích hoạt theo kiểu gì Nhưng hiện tại bây giờ đến lượt thứ bảy rồi thì Cái mưa vẫn đang có này Còn Gigade sau khi mà hai lượt xong thì nó lại Hợp lại thành một con dạng to 100% của nó rồi Và nhìn thì theo kiểu mà Mình cũng nghĩ là bên nước đang giành chiến thắng cơ Nhưng mà bây giờ thì bên kia vẫn đang còn ba con chủ chốt Rất là trâu ba con đối với cả ba con này ánh thì giận rất, rất là ác. Nhưng mà bên kia thì vẫn chưa chết. Một chung bộ bộ ba tìm nước thì vẫn là còn là ba con có thể đi cùng với nhau được. Là bộ ba này còn đâu những con khác thì đi bổ trợ là chính thôi. Và cuối cùng là Manafi đã tử trận, Riven Q cũng tử trận nốt còn lại mỗi Azgena. Và thua. Và bây giờ thì mình sẽ test thử đội hình mà theo kiểu mà tìm nước kết hợp với cả team bay. Như thế này, chứ không nhất thiết là phải đi phun 6 Pokemon hệ nước nữa. Nước với bay về sau có sự kết hợp với nhau, giữ ứng lốc xoáy của Luza kết hợp với cả mưa của Diamond Kyo. Đội hình kia thì đang sử dụng Dorsania để tạo ra dễ liên kết cho toàn bộ địch này. Với team nước thì tốc độ nó sẽ cao hơn bên kia rồi này. Cảm từ bây giờ tiêm nước cái tốc độ hồi nộ nhanh hơn đấy Raymond Kyo đã ulti rồi này bốn triệu bốn này và nó trong một lượt này thì nó sẽ tạo dựng hiệu ứng đánh lan dành cho toàn bộ hệ nước bên bạn này 5 triệu 9, 9 bên kia là con Shiny Megatiraita tiến vào trạng thái uh, theo kiểu mà giận dữ của nó rồi Một đoạn, đoạn ulti luôn Cả quần ở đôi bên này Mega Ray Đánh vẫn chưa qua được Cái tường uh, núi đá Của con uh, Shiny Mega Tiraita này Maven kio Thì có vẻ là chắc chắn hơn được Trước một lúc À một chút rồi Hồi trước thì kiểu dạng như này Bị tử rất là nhanh Bây giờ thì còn đỡ đỡ hơn 6 ,3 triệu 3 Cái núi đá kiểu dạng như chắc thế Mega Ray Ulti mà chưa phá được cái núi này luôn này Mega Ray bây giờ bị uh, giảm đi cái sát thương gì nhiều lắm rồi Xong, Raymond Kyo đã chính thức tử Bộ đôi team nước Raymond Kyo, Askenza đã chính thức tử rồi Và cái núi đá này thì vẫn chưa phá được ok trận đấu này nhìn là biết là thua rồi